Sáng ngày 5 tháng 9, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang Võ Minh Tuấn cho biết đã cấp phép hoạt động các tuyến tàu và cao tốc từ thành phố Rạch Giá đi thành phố Phú Quốc, Nam Du, thành phố Hà Tiên đi thành phố Phú Quốc và ngược lại, sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bão số 3. Ước tính, các hãng tàu khách sẽ đưa khoảng 2.000 du khách từ Nam Du và khoảng 8.000 khách từ Phú Quốc về Rạch Giá. Sáng ngày 5 tháng 9, tại cảng thủy nội địa Rạch Giá, nhộn nhịp xe đưa đón khách từ tàu vừa cập bờ, xe chở hàng hóa thiết yếu ra các đảo của tỉnh Kiên Giang.